LTK Bonsai mến chào quý vị các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ gặp anh Bình ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cùng giao lưu với bà con một số hồi cây. Rồi, chào anh Bình nha. Rồi, chào anh Hiệp. Chào kênh LTK Bonsai. Chào bà con, cô chú, anh chị xem kênh. Tôi là Bình ở Bình Minh, Vĩnh Long. Số điện thoại là 0347 232 237. Hôm nay mình có một số phôi nguyệt quế để giao lưu cùng bà con, cô chú, anh chị xem kênh và ủng hộ mình. Đầu tiên là cây số 1, đó là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Rồi, cây số 1, mình sẽ đo cái thông số. Rồi, chiều cao là 92. Cái hoành thân ở vị trí này là 47. Cái thân lớn, mình đo cái thân lớn. Thân lớn là 29. Rồi. Rồi, giá luôn anh. Rồi, cái đế rất đẹp. Rồi, cây số 1. Mình xin giao lưu với bà con là 1 triệu 2. Rồi, 1 triệu 2 cây số 1. 1 triệu 2 cây số 1. Rồi, xuống cây luôn ha. Chị xem và ủng hộ. Rồi. Rồi, mình đổi cây. Rồi. Cây số 2 cũng là một cây nguyệt quế luôn. Đây là nguyên một lô nguyệt quế. Giới thiệu với cô chú anh chị xem. Cây số 2. Chiều cao là 98. Rồi, cái thân lớn. Hai mươi sáu. Rồi, đo tổng luôn nè. Đo cái tổng luôn. Tổng cái vị trí này là 48. Rồi. Cây số 2 này mình xin giao lưu là 1 triệu 3. Bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, cây số 2. Rồi, cây số 3. Rồi, một cây nguyệt quế luôn. Cây số 3 có cái hình thú rất đẹp. Rồi. Xin đo cái chiều cao. Chiều cao là 87. Cái hoành thân ở vị trí này là 50. Thân này đo cái thân riêng là 31. Cây số 3. Cây số 3 giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu rưỡi. Cây số 3 1 triệu rưỡi. À, cây số 3 giao lưu 1 triệu rưỡi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, xuống đi cả lên nha. Tiếp không? Nắm động. Rồi, tới cây số 4. Rồi, cây số 4 lắc lượng rất là đẹp. Chiều cao là 81. Hoành thân ở chỗ này là 42. Số 4. Bộ đế rất đều. Cây số 4 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu tư. Bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi, xuống cây luôn. Cô chú anh chị xem kênh ủng hộ. Rồi, xuống đi. Tiếp.
Rồi, cây số 5. Chiều cao là 112, 1m12. Hoành thân là 43. Này, đế rất đều, rất lực. Cây số 5 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,9 triệu. Cây lá rất là mạnh. Cây khỏe. Cây số 5 1,9 triệu. Rồi, cây số 5 1,9 triệu. Xuống cây luôn. Rồi, xuống cây đi. Rồi, cây số 6. Sáu này có chiều cao là 1m02. Hoành thân ở vị trí này là 46. Cây số 6. Cũng dán quỳ dán thú gì đây. Số 6 này đó có giá là 2,5 triệu. Số 6 này nó có cái mình như cái đuôi hơn sao. Rồi. Rồi xuống cây luôn. Xuống. Rồi, cây số 7. Có chiều cao của cây số 7 là 57. Hoành thân chỗ này là 39. Số đẹp luôn. Cây số 7. Cây số 7 này xin giao lưu với là cô chú anh chị là 800.000. 800k bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Rồi cây số 9 cây này nè. Cây số 8. Cây số 8, cây số 8. Cây này rất là lực. Cây số 8. Chiều cao là 1m32, 132. Hoành thân ngay cái vị trí này là 46. Bộ đế đều. Cây số 8. Cây số 8 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 2,4 triệu. Cây rất đẹp. Già cây. Rồi, rồi xuống cây luôn. Rồi, đây là cây số 9. Số 9 này có chiều cao là 1m04, 104. Ngay vị trí này là 48. Rồi. Bộ rễ đều 4 bên. Thì số 9 thì là xin giao lưu là giá là 2,1 triệu. Rồi. Rồi xuống cây luôn.
Rồi, cây này là cây số 10. Thước luôn. Số 10 chiều cao là 122. Hoành này là 45. Cây số 10. Cây số 10 này giao lưu với cô chú anh chị là 1.700.000. Rồi, xuống cây luôn. Nãy có lịch cao không? Có. Số 10. Trời ép đẹp quá, hai người mình vinh qua, nhưng mà vinh qua chơi dữ. Cây này là cây số 11. Cây rất là già, lớn. Rồi, đó chiều cao. 133. Chiều cao là 133. Thân ở vị trí này là 47. Cây số 11 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 2.300.000. Đem ra đây làm gì biết không? Làm cánh chụp hình luôn. Rồi xuống cây luôn. 2.300.000. Cây số 12. Đây, cái bộ đế rất đẹp. Cũ nở giống như hình con gì. Cây số 12 có chiều cao là 128. Thân thì đo tổng thể cái này hai thân luôn là 65. Một gốc hai thân ha. À, một gốc hai thân. Đo cái thân lớn trước đi. Thân lớn là 38. Có cái hình như con thú. Rồi để vậy anh chị, cô chú anh chị nào về đó muốn sửa sang như thế nào nó tùy ý. Để cái thân này luôn. Cây số 12 này xin giao lưu là 2.600.000. Cây rất là quái. Lắc lượng. Rồi xuống cây đi. Rồi xuống cây luôn. Tèo ơi, tiếp. Không kịp á. Bỏ đi. Nhiều nãy vậy. Lại đi, lại đi, lại đi. Để đại đi anh ơi. Rồi. Rồi. Cây này là cây số 13. Cây số 13 cũng là một cái cây có cái củ rất là quái. Cây số 13 có chiều cao là 81. Thân mình đo vị trí này 44. Ồ, mua cây được khuyến mãi cây mai hả? Được khuyến mãi thêm cây mai. Thấy có cây mai nó lên mầm tốt quá nên để luôn, không có nở bứng, không có nở cắt nữa. Ai mua cây này là về có cây may mắn luôn. Cây số 13 là mình xin giao lưu là 2.200.000. Rồi xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục vào cây người quế, cây số 14.
chiều cao là 98. Hoành thân 37. Nói chung là nguyên cái lô Nguyệt Quế này là nó có cái hình thú. Chú trồng hồi đó là chú cũng có sữa. Chủ vườn hồi đó ta trồng có sữa. Cây 14 này mình xin giao lưu là 1,6 triệu. Rồi bao ship toàn quốc cho các cô chú anh chị chơi ha. Đó, củ này cũng đẹp. Cây 14 giá 1,6 triệu. Rồi thôi xuống. Rồi xuống luôn. Rồi, cây số 15. Củ đế nở đều. Chiều cao là 98. Thân vị trí này là 49. Rồi, cái cây số 15 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 2 triệu. Tới. 2 triệu. 2 triệu. Rồi. Rồi, cây, xuống luôn. Cái đế rất đẹp, nó cái nở đều. Rồi, cây nào, cây tới cây nào? Khiên cây cũng khiên cây màng. À, cây này quá lớn rồi. Cây này nặng à. Này gửi đi xa cái chi phí ship cũng lớn lắm ạ. Cây 16. Cây 16. Hai thân. Đều đẹp. Mình đo cái chiều cao này hảo hảo thôi. Là 137. Cái hoành thân ở vị trí này là 52. Cây già cây. Rồi, cây 16 này xin giao lưu với lại cô chú anh chị là 2,9 triệu. Rồi, 2,9 triệu. Rồi, mong cô chú anh chị xem và ủng hộ. Rồi, tới cây số 17. Cây số 17. Chiều cao là 62. Hình thân là 41. Dáng con thú. Có cái đuôi ở đây. Rất đẹp. Cây số 17 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 2,5 triệu. Cây già đẹp. Rồi xuống cây luôn. Xuống. Cây số 18 khiên. Rồi, cây này là cây số 18. Chiều cao là 99. Lấy số 99 cho đẹp. Thân ở vị trí này là 31. Cây số 18. Xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,2 triệu. À, nó nhỏ nhưng mà nó cũng là cái hình thú. Dáng quỳ. Rồi xuống cây 18. 1,2 triệu.
cây số 19. Chiều cao là 105. Vành ở vị trí này là 49. Rồi. Cây số 19 này xin giao lưu với cô chú anh chị là 2,2 triệu. Rồi. Xuống. Rồi, xuống cây luôn. Cây số 20. Chiều cao là 120. Vành thân là 36, 37, 36. Cây số 20 thì xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,3 triệu. Rồi, xuống. Rồi, xuống luôn. Chèm lấy này, chèm đi. Rồi, không cỡ nó đi. Được rồi. Cây số 21. Chiều cao là 129. Thân là 38. Cây số 21. Này xin giao lưu với cô chú anh chị là 2,1 triệu. Dựng nó lên lại. Rồi rồi rồi. Rồi, hơi xuống rồi. Rồi, xuống nè. Coi chừng rớt chúng giờ. Cây số 22. Là cây cuối clip luôn ha. À, cây cuối clip. Cây số 22. Chiều cao là 92. Thân là 39. Cây số 22 là cũng là cây cuối clip. Xin giao lưu với cô chú anh chị là 1,4 triệu. 1,4 triệu rất ha. Mong là cô chú anh chị xem và ủng hộ. Đây là lần đầu tiên mình quay clip cho nên là nó có cái gì lập dập. Mong các cô chú anh chị thông cảm. Rồi, cuối clip thì xin chúc cô chú anh chị một ngày dồi dào sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.